Mới đây tại Hà Nội, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản ZCHO đã tổ chức kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Nhật Bản trong lĩnh vực thực phẩm và dịch vụ ăn uống. Những năm gần đây, mức thu nhập của người dân ngày càng được cải thiện, kéo theo thị trường dịch vụ ăn uống được dự đoán sẽ ngày càng mở rộng và nhiều doanh nghiệp coi đây là cơ hội kinh doanh mới. Ngoài ra, ngành dịch vụ đang ngày càng đa dạng hóa, kéo theo nhu cầu tìm hiểu của các doanh nghiệp Việt Nam về dịch vụ và các bí quyết kinh doanh của doanh nghiệp trên thế giới và Nhật Bản nói riêng. Tại chương trình có hơn 60 doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực ăn uống, bán lẻ tham gia. Các doanh nghiệp tham gia buổi kết nối đều mong muốn gặp gỡ, đàm phán với các doanh nghiệp Việt Nam có triển vọng hợp tác trong việc đầu tư vào Việt Nam.